Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải thu thập các cái dữ liệu thông tin, và các bạn sẽ thu thập các dữ liệu và thông tin một cách đầy đủ. Chúng ta phải đảm bảo rằng là thu thập một cách đầy đủ này, nhanh này, chính xác này, trung thực này, đúng không ạ? Và thu thập theo thời gian thực, chúng ta sẽ cố gắng cập nhật khoảng độ 15 đến 30 phút một lần. Bởi vì trên mạng xã hội nó rất là nhanh, chỉ cần qua 1 giờ thôi, qua 30 phút thôi, 1.000 share nó có thể lên 2.000 share, đúng không ạ? 1.000 bình luận nó có thể lên 5.000 bình luận. Nó vô cùng khủng khiếp, đúng không ạ? Tôi đã từng tham dự vào một cái vụ xử lý khủng hoảng truyền thông nên tôi biết. Trên một trang fanpage họ đăng lên một cái, chỉ 1 giờ sau đã có thêm hàng nghìn bình luận trong một thời gian rất ngắn. Cho nên chúng ta thường xuyên phải cập nhật. Vậy chúng ta cập nhật bằng cách nào? Chúng ta cứ tìm trên Google, đúng không ạ? Cứ tìm cái từ khóa về vụ việc. Chúng ta cứ tìm trên Facebook những cái từ khóa về vụ việc. Chúng ta tìm trên YouTube những từ khóa về vụ việc, đúng không ạ? Tìm trên các trang báo, tìm lưu lại, xếp link, đọc, xong chúng ta xem, hoặc là chúng ta dùng công cụ social media monitoring để chúng ta đo lường, được chưa ạ? Chúng ta phải đo lường các dữ liệu này là bao nhiêu về mặt số lượng thông tin này, bằng các chỉ số cụ thể, đúng không ạ? Chi tiết và được lượng hóa. Và chúng ta cũng phải đo lường về cả cái cảm xúc, bởi vì ví dụ như họ chia sẻ rất nhiều nhưng mà cảm xúc thấy nó rất là hời hợt, nó chỉ thôi cứ share cho nó có thôi, thì tôi thấy là nó chưa quá nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà họ cứ share này kèm theo những lời bình luận vô cùng giận dữ, vô cùng là ác ý, và chúng ta thậm chí kèm theo cả những bài viết đầy thêu dệt, đúng không ạ? Thì chúng ta phải hết sức chú ý. Lúc này thì chúng ta cũng sẽ phải đưa ra cái việc đánh giá sơ bộ về tác động, về thiệt hại ban đầu của vụ việc, và chúng ta cũng áng chừng được cái nguy cơ trong tương lai nếu như chúng ta không xử lý, được chưa ạ? Cũng là bước tiếp theo trong khâu này, đấy là chúng ta phải tổ chức các cuộc họp chuyên môn ngay lập tức với sự tham gia của các cái bộ phận như tôi đã nói, đúng không ạ? Truyền thông, kinh doanh, marketing, ban lãnh đạo, đấy, chăm sóc khách hàng, cơ quan chuyên viên về pháp lý, rồi thì các cái chuyên viên về báo chí, vân vân, để chúng ta sẽ có được cái nhìn nó tổng quát và đa dạng nhất. Thông tin mà đội ngũ phụ trách vừa tìm kiếm vừa tổng hợp được thì chúng ta cần phải được đưa ra xem xét cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn, được chưa ạ? Cái bộ phận phụ trách của chúng ta sẽ phân tích và cùng với nhân sự cao cấp nữa, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ phải có thảo luận chi tiết và đưa ra quyết định. Bởi vì nếu chúng ta thảo luận lâu, họp hành liên miên ngày tháng, đúng không ạ? Thì quay ra thì trời được vạ thì má đã sưng rồi. Chúng ta phải họp bàn nhanh, chi tiết và đưa ra các quyết định táo bạo. Các quyết định này phải được dựa trên cái lý thuyết về trò chơi, đúng không ạ? Nếu thế này thì thế khác, nếu thế này thì thế kia. Chúng ta phải đưa ra các cái lý thuyết về trò chơi và chúng ta đánh giá cái lý thuyết này. Sau đó chúng ta sẽ xem là cái hậu quả của nó, cái lợi ích của nó, và ngược lại chúng ta cân đong đo đếm thì chúng ta sẽ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ cái việc thực thi của giải pháp này một cách linh hoạt, được chưa? Chúng ta sử dụng những phương pháp gì, công cụ nào, báo chí, báo giấy, luật sư, công an, đúng không ạ? Rồi thì website, chúng ta có đóng website hay không, fanpage chúng ta có đóng hay không, YouTube chúng ta có đóng hay không. Chúng ta phải ra quyết định một cách rất rõ ràng và cho deadline nào, trước bao nhiêu giờ, trước 18 giờ hôm nay hay trước 12 giờ hôm nay, vân vân. Ai làm phân công rất cụ thể giúp tôi, ok? Các bạn cần phải phân công nhiệm vụ cho từng người một cách rõ ràng. Hãy nhớ rằng ở đây chúng ta đang chữa cháy, chúng ta đang dập bão, đúng không ạ? Chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Chúng ta sẽ chia các mục ra thành nhiều bước và nhiều phần để dễ dàng đạt được các mục tiêu trước mắt, đúng không ạ? Các mục tiêu lâu dài. Đấy, ví dụ như là báo chí đang nói rất nhiều về chúng ta, thì đầu tiên chúng ta đưa ra mục tiêu là làm thế nào để họ không nói nữa, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra mục tiêu như vậy bằng cách là chúng ta sẽ tiếp cận họ, chúng ta thuyết phục họ tạm dừng, hoặc là đưa bài vào các cái trang con, đúng không ạ? Hoặc là nếu mà các thành viên đang share bài, đang đăng bài, thì chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục họ xóa bài, gỡ bài. Các fanpage họ đưa bài, chúng ta cũng làm như vậy. Đấy, bằng nhiều cái phương pháp là kỹ thuật hay là phi kỹ thuật, đúng không ạ? Bằng tình cảm hay thậm chí là bằng tiền bạc. Ok, chúng ta liên tục cập nhật thông tin, được chưa ạ? Thì tôi xin phép kết thúc cái phần thứ nhất ở đây, bởi vì như tôi đã nói là cái video này nó rất là dài, thì tôi muốn chia nó ra thành hai phần để các bạn dễ theo dõi. Vâng, chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần thứ hai của nội dung chủ đề này.
Xin chào, chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai của bài học và chủ đề là các cái bước, các cái quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông. Đấy chứ ạ. Thì nội dung tiếp theo tôi muốn nói về bước tiếp theo, đó là chúng ta phải hành động theo kế hoạch. Sau khi mà chúng ta đề ra một cái bản kế hoạch là